cả nhà. Nay team của mình bắt đầu là chơi về tuổi thơ cả nhà, chơi khen cười. Chơi khen cười mình nói 3 tiếng. Dù mình dí người này thì người này nói tôi đang khen thì mình chọc sao cho người này cười là người này chăng hay cả nhà. Bây giờ cả nhà theo dõi team mình chơi là nhiều nữa bị ai chót là người đó chăng. Rồi cũng cũ, mình có một chiêu. Thấy không em? Nhiều nữa bị ai chót ra được thì ra luôn, ai chót cuối cùng là người đó chăng. Rồi, chơi chỉ cho Phạm Duy nữa. Nhiều nữa bị hả? Ừ. Gì đó bị ai ra được ra ngoài không phải chăng, hiểu không? Nhiều ra ít bị rồi ra ít ra nhiều bị nhiều ra ít bị ít ra nhiều bị ít ra nhiều bị hai chăng định chăng hả? Biết sao đâu, biết chơi với ai đâu chạy được với người ta kèm nó 3 tiếng nào nó 2 tiếng nó chết không biết nói gì được không. Tự chọc cho ta cười thôi. Mình không chọc ta cười là ráng chịu. Sao nó giống? Con lửa giống nha. Khẩu ma đen. Anh Tú cười. Chọc nó đứng ngay mặt chọc đó. Không cười đâu. Tính là nhật là những cái chắc luôn. Những cái cười chắc. Chắc cười nè. Chắc cười kìa. Ông chưa chọc cười. Ông đi người kia rồi bò. Ông đi kia thật chết rồi. Chứ mày không chọc. Ừ. Nó đâu chưa chọc ta cho nó cười. Ông đi đằng kia rồi bò. Đằng kia nó mới cười. Mà chọc đâu mới được. Không. Ê, không được nói nữa. Nó một câu nói một quay vậy. Nhìn đâu có được, nói là câu khác. Quy không hả? Quy đen thôi. Nó mặt nó mặt nó mặt nó cười chắc. Bắt Quy kìa. Nó mặt nó là cười đi. Bảo đập, banh banh thấy miệng ra nó cười đi. Khẩu ma trắng. Cười nè. Con ngại ngại. Con quay lưng đi. Chết là chẳng đừ rồi. Chơi ha. Chắc hả? Trời. Sao nó không có kẹo. Nó kẹo là bảo đảm chết liền. Nó không có kẹo. Kẹo nó giữ lên. Để biết nó bánh mặt bánh mại nó miệng là chết chắc luôn cái gì. Dĩ đó. Bánh nhật. Nhật mặt quá. Thằng nhật mặt. Ê, nhật mặt quá. Nhật mặt quá. Nhật mặt quá. Quà đi. Thằng nhật mặt quá. Thấy không? Nãy nó nấu uống tiếp. Giật mặt quá, đúng rồi. Vậy nó làm. Giật ống nhách. Không kẹo đi. Không kẹo đi. Để đâu nó kẹo, để nó nhận. Một giây là cười liền. Thảo ma cục. Không đi không. Chảo mà đi. Ta có điên đâu. Mặt. Dữ. Anh gầu cũng nổi. Anh ăn đó, dí kẹo lên. Dí không đường chạy xa nghe. Tin ơi. Không tôi kẹo.
đi chịu khỏi được chạy anh ba đi sao nè sao khỏi trả đi chậm phi đi mưa nữa kìa chậm phi á phi nó có cười lắm cười nó bỏ nó cười ai không cười à giống như tượng quá ta làm gì sợ giờ ba giống giờ ba giống đại gì hả giờ thẳng vậy á đừng ráng nhau đừng cười cho phí đừng luôn cả nhà ơi phí đừng luôn này hôm nay không cười cười lắm đôi dép trắng làm gì không phí anh Tú ơi không tập cho ông đúng cười á phí dễ gì đi tướng à. Ê, không được quay chứ. Không được quay giùm được một chỗ nè, được một chỗ. Rồi mày lại ngay trước mặt ta. Bị giờ cái mặt hết, bị cái khác, đừng để ý tới nó. Nó cười luôn trời. Mày làm gì lâu dữ mày? Mày ra con người đem quay vậy? Rồi, để tao chăng? Ê! Con mất không? Mày bay, không chết tao mới sợ. Một phát vào à. Anh Tú chạy. Cười nó mặt nó là cười á. Nhìn cá. Nhìn nếu đừ đừ. Rồi tao không gà nồi, nhật quay chim. Úi giời. Úi giời gì? Úi giời. Cái ngày đó úi giời mà. Úi giời rõ ràng. Một con rau. Cái mày sao kỳ vậy tại cái là mình nó tấu không à cái gì 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 cái con Thảo kìa anh Duy ơi 46 789 nhà chính chưa nhà chính chưa nhà chính chưa biết gà có làm không má ơi thì cái gì vậy trời má không có người nguyên dữ hả? Thôi miên nhà trời. Ủa mà khen sao được làm theo ta? Sao được làm? Cười đi, không được làm theo ta nhé. Dùng cái mặt đó, mày banh bỏ mày ra, giữ cái mũi lên. Ha 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 ha
chưa chưa gào hết nổi ba giờ đậu như mặt anh bé mà gào hết nổi anh bùng nó làm mà anh cứ nhớ. Anh cứ làm theo ba gì nhớ. Đi mày bánh về nhớ bánh về hai cái anh gửi à còn cho làm chứ chưa lâu bà Tư ơi Vy giấy bọng bóng làm sao Linh thì không nghe một cái lời không quá cho lời tao không vậy gì nhỉ anh Tú Trang anh Ba Đông Tú Tú trai tao lẹ tao lẹ quá hối đường hơi giãn rồi mất tôi hỏi mẹ tính chết 1, 2, 3 90 bòi nghiêm quá khó cười quá không cười rồi xem cười á không mất rồi ông không dám đâu mà đang kẹp nhưng mà cái nó là giống đi quá. Tao mất cười. Nhớ ba cao tao dí tao bắt nó chịu á. Anh 3 năm. Anh 3 năm. Ừ đúng rồi. 4 năm sao? 2, 3, 4. Ông bên kìa. Giờ muốn ai cười thì cho phát một người cho Phi không cười tao mới sợ nè. Làm gì nghiêm dữ hả? Cái tay ra coi. Cái tay ra coi làm gì nghiêm dữ hả? Ừ cái mặt. Chống lên đỡ cười chứ lấy tay ra coi. Không mất. Đúng quá mà nhìn nghiêm mình tán nó di chuyển điển nè giờ mà nhưng mà thịt này mặt giúp vợ quán quá à gì kiểu mặt á ê mày hở răng đừng hở răng vậy là cười là còn gì nữa chắc cười nó nhiều chị ra tao mở mẹ mẹ ra hở răng mới chăng chứ tự nhiên muốn không cười được không cười răng rồi chơi mày luôn bên này đâu nghe mà không cười thôi tại vì căng quá rồi chưa chưa ừ cũng đi không không anh để chơi khảnh lên nghỉ chơi đâm da xì anh Ba Đông tự nhiên ảnh nó kêu anh gì do mày liếm lưỡi đó mày má đi là mũi thử nó mới cười chứ liếm luôn mũi ớn chứ đã
với ai không chăng? Nhật kiểm phát một rồi chứ Nhật không bao giờ. Đinh không cười à? Đinh không cười phải không? Thì Nhật thì bảo đảm một báo một. Cho nào cái đường cái coi. Do Nhật đường nè. Bù giờ mất. Bù giờ mất. Phải đánh chết. Tôi mắc cười. Sao không? Học cười tôi mới sợ nữa nè. Dễ cười lắm. Dùm kỹ nè. Vậy nó lấy con vui. Vừa ơi, sẽ lấy tay lên nhìn nó. Nhìn nó, nhìn mặt nè. Nhìn kỹ ra nè. Nhìn nè. Nhìn mặt. Làm gì căng như vậy, hạ từ từ xuống đi. Râu. Đẹp trai quá. Cười kìa. Ủa mình đứng một chỗ luôn, dồn nhau để không chụp đứt cho nó lời luôn, giờ mới thôi. Một hai ba, chín người, 5 giờ xì. Đừng gãy đất, nó cười không biết rồi. Làm heo. Diễn hài được tôi diễn viên không rồi không cười chứ. Diễn viên không không có cười, cười mà lên lại nó khóc luôn á. Nghĩ không ta không cười nghĩ tại gì nữa. Thì mày làm chưa đủ đô tao chưa cười. Anh nói gông chứ. Mày đứng như nè. Tụi quần. Tụi hồ nghe đó mà đứng tụi tỉa. Bảo vậy thôi à, chào cả nhà à, Nhật chăn đừ quá cả nhà. Mấy anh em mình diễn viên không mà không có cười được. Nó chăn nhưng mà cái tiếng hồ mới bắt không được ai đâu. Đâu giờ nó xin xin để tha cho nó. Mấy anh em mình cũng từng bi tha cho nó. Cả nhà nhớ comment cho mình à, cho mình một like và đăng ký kênh. Rồi chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Bye bye cả nhà.